Xin chào các bạn. Hôm nay hai bố con tôi sẽ thực hiện clip lắp ghép cái tấm ghép hình này. Đây là tấm bộ này có 100 tấm. Minh Hung sẽ thể hiện khả năng lắp ghép các cái tấm này cho các bạn xem trong thời gian ngắn nhất. Đây có đồng hồ bấm giờ. Bây giờ hai bố con sẽ bắt đầu. Bắt đầu. Đi chạy đi. Đi theo nhá, ông nhá. Lâu nay quên rồi. Minh Hung cố lên. Lâu nay quên rồi. Sắp thắng Minh Hung rồi. Không để ý rồi lắm. Không xem nữa. Hay là mình quên rồi. Thank you.
đã giành chiến thắng. Minh Hùng lắp trong 17 phút 47 giây và tôi thì còn rất là nhiều, và tôi đã chịu thua Minh Hùng tâm phục khẩu phục. Và bây giờ Minh Hùng sẽ hỗ trợ lắp cho tôi nhá. Hùng đang thách thức tôi rằng 1 phút Hùng sẽ lắp hết xong cái này, các bạn có tin không? Bây giờ chúng ta là 17 phút 47 giây. Bây giờ chúng ta tiếp tục nhá. Để xem Minh Hùng trong 1 phút tôi nghĩ là không làm được. Đây là bạn nhá. Tôi làm đơn giản với tôi.
Minh Hùng đã hoàn thành 2 tiếng lắp. Minh Hùng hoàn thành 2 miếng lắp trong 26 phút. 26 phút các bạn. Minh Hùng hoàn thành miếng lắp trong 26 phút. Nhưng mà hết giờ chưa bố? 26 phút là thời gian rất là tốt. Minh Hùng chào các bạn. Xin chào các bạn. Clip của chúng tôi đến đây là hết. Kết thúc nào.